Vâng, chào mừng quý vị, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tô Cũ Kèm Loan. Một chiếc xe đang chào bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn chiều hôm nay nữa là một chiếc Toyota Fortuner được sản xuất năm 2009, số tự động 2 cầu máy xăng. Và em đang chào bán chiếc xe với mức giá là 365 triệu đồng. Một cái mức giá rất hợp lý cho quý vị, anh chị, các bạn mua một chiếc xe 7 chỗ về sử dụng gia đình. 2.9, một chiếc xe form mới chị nhá. Với cái mức giá trên thì bên em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc rồi. Quý vị chị bạn có thể tham khảo tất cả các gara bất kỳ về cái mức giá cũng như chất lượng của xe. Đó, và đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp số điện thoại của em Loan để được sở hữu và chốt cọc 0976081699 đấy chị nhá. Về tổng thành của chiếc xe thì đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn là xe không có đâm xô ngập nước gì. Và quý vị anh chị các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết có thể Zalo trực tiếp cho em. Cũng như là lần đầu tiên quý vị anh chị các bạn xem kênh YouTube của em, nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất đăng lên. Thì trước khi bước vào video chi tiết thì em sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn về cái phần ngoại thất của chiếc xe anh chị nhé. Xe thì mang tên tư nhân, đó, mang tên tư nhân. Và xe thì đảm bảo là hoàn toàn là về sẵn đi thôi. Thân vỏ chiếc xe này em đã cho đánh bóng cả xe rồi chị nhé. Đó. Xe không có đâm sâu móp méo gì, thân vỏ rất đẹp và form dáng cũng rất là ok luôn. Cái dòng xe ông vua gầm cao, rất là bền bỉ theo thời gian. Số tự động 2 cầu máy xăng 2.7 anh chị nhé. Đó. Đối với cái mẫu xe này thì nó rất là tốn xăng, thế nên là phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng quý khách hàng thì có thể sử dụng được. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó phải tầm 13 đến 15 km đường trường hỗn hợp. Đấy, tất cả các hệ thống đèn của xe đã được ốp mạ chrome hết rồi chị nhá, tránh cho hiện tượng va chạm bị hở vỡ đèn. Đó, xe được trang bị đầy đủ màn hình cam nùi. Sơ cua kích nước đầy đủ theo xe, gầm bệ của xe đây vô cùng là chắc chắn, không hề có một chút gì là mục mọt hay chảy dầu nhớt nhá. Xe thì bốn lốp rất là mới, rất là dày dặn luôn anh chị này, bốn lốp dày dặn như nhau luôn, bốn lốp mới chị nhá, này anh chị này, rất là dày đấy, hoàn toàn mua mẫu xe về chỉ sẵn đi thôi, cua lốp hoàn toàn không hen mọt đấy, xe mới lấy về thôi, em chỉ có đánh bóng qua một chút là đăng cho quý vị anh chị rồi. Đấy, cái này thì anh chị đến trên xe thì em đánh nội thất nha anh chị nhá. Đánh nội thất thì nó rất là đẹp luôn. Đấy, ông vua gầm cao, rất là trường xe luôn. Đấy, tất cả hệ thống đèn của xe là đèn nguyên bản anh chị nhá. Đấy, qua thời gian sử dụng, qua 5 tháng sử dụng nó có hiện tượng ố này. Cái này chúng ta xúc đèn này sẽ sạch lại rất là sáng luôn. Đấy, tất cả các hệ thống đèn đã được ốp chrome. Đó, xe 2009 chị nhá. Đăng kiểm dài từ tháng 5 năm 2022. Đây, hoàn toàn mẫu xe cho anh chị bạn sẵn đi, tên tư nhân. Bốn lốp mới cả dàn. Đấy, bốn lốp mới cả dàn luôn. Chị này, đây là nội thất xe mới về, em chưa đánh rửa nội thất anh chị nhá. Đánh rửa nội thất thì rất là sạch luôn. Nội thất được bọc mới. Đấy, hệ thống điện, ghế điện này, ghế chỉnh điện này. Nhìn chung là tất cả các chi tiết cho chiếc xe này, điện đó và hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, hệ thống táp ly của xe đây, nhựa táp ly cũng rất là ok luôn anh chị này. Đối với những cái dòng xe càng chấm cao thì anh chị yên tâm điều rằng chất lượng xe nó sẽ hơn những cái dòng xe chấm thấp, vì những cái dòng chấm cao thì người ta không sử dụng nhiều những cái dòng chấm thấp anh chị nhá. Đấy, thì cái chất lượng xe nó rất là đảm bảo. Đấy, xe trang bị đầy đủ màn hình cam nùi, số tự động và theo xe, chưa hề có tự động máy, mà đối với những dòng này thì nó rất là bền. Đấy, không bao giờ nghĩ đến việc hỏng hóc chị nhá, khi đang vận hành trên đường luôn. Đấy, phím bấm trên vô lăng đây, chuyển bài. Đấy, xe hoàn toàn là sẵn đi. Hệ thống trần nỉ của xe này, lỉ trần rất là đẹp anh chị nhá, trần rất đẹp luôn. Đấy, trần là trần thiêu xe. Quý vị anh chị các bạn ở gần có thể đến trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương để xem xe chị nhá. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan luôn để sở hữu và chất cọc 0976081699. Lòng buồn ra sao nhớ hôm nào suy miền chung chuyến xe đêm anh gặp em. Đấy, dáng tay cái rất là hay này, cả hệ thống loa này. Chuyện đời sâu đắng vẫn vương đôi má siêu hiền, áo em màu in.
đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau nói à, nhau bị hai nghe toàn. Câu chuyện cũ tâm tư cho với bao nỗi buồn. Hệ thống keo chỉ của xe là hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên đấy chị nhá. À, có thể dẫn thợ thuyền qua kiểm tra check test thoải mái để có thể sở hữu chiếc xe. 7 chỗ ngồi dòng xe gia đình rất rộng luôn, rất thích hợp cho quý vị chị các bạn nhà cũng cung đường khó đi, đường đồi núi cao. Đấy, công trường công trình thực sự là rất là ok đối với dòng xe này luôn. Đó, hàng ghế cuối cùng là thường thường là không sử dụng tới đối với hàng ghế cuối cùng này luôn. Đây được gấp lại làm cốp để đồ cực kỳ rộng các chị nhá. Đấy, Toyota một cái dòng xe vô cùng là thần thánh cũng như là rất là bền bỉ cho thời gian. Và bên em có nhận trao đổi xe, quý vị chị các bạn có nhu cầu trao đổi xe có thể chụp chi tiết cái mẫu xe của mình gửi qua Zalo cho em nhé, để hai bên có thể định giá đưa ra cái mức giá hợp lý nhất phù hợp để có thể hai bên trao đổi nhé. Đấy, xe 2009 số tự động, trang bị hai vùng điều hòa độc lập, rất là mát, rất là thoải mái luôn. Dòng xe không chạy dịch vụ taxi, thế là cái chất lượng của xe rất là đảm bảo nhé. Hoàn toàn là về sẵn đi thôi. Cứ Zalo trực tiếp cho em cũng như là alo nhé. Em sẽ tư vấn rõ hơn về cái mẫu xe và hướng dẫn cho anh chị các bạn thủ tục mua bán chốt cọc cho anh cho quý khách hàng ở xa. Đó. Kiểm tra cho anh chị các bạn hệ thống khoang máy luôn. Máy của chiếc Toyota Fortuner 2009 này chị này, tất cả hệ thống răng của xe này hoàn toàn là không có va chạm lâm đụng gì nhá, răng là răng nguyên bản cho xe. Đó. Lần đầu quý vị chị bạn là mua xe thì có thể dẫn thợ thuyền qua kiểm tra thoải mái nhá. Đấy, máy nổ rất là êm này, 2.7 nhá, 2.7 máy nổ rất là êm. Đấy, lắp capo theo xe nhá chị nhá. Với cái mức giá là 365 triệu, với cái mức giá vô cùng hợp lý anh chị nhé. Đó, bao đảm bảo cho anh chị các bạn là không có tai nạn đâm xô gì. Đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.